quý vị và các bạn, thời gian qua, dư luận quốc tế, các học giả của nhiều nước đã phản đối những việc làm sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông, như tập trận tại vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xây dựng các công trình nhân tạo trên các bãi đá của quần đảo Trường Sa. Trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi tổng hợp những phân tích của các chuyên gia trong nước và quốc tế về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc gần đây không chỉ đẩy mạnh cải tạo đảo đá xây dựng ở Trường Sa mà còn giáo diết khởi công nhiều công trình ở Hoàng Sa nhằm củng cố hơn nữa quyền kiểm soát phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước tiên, chúng tôi xin điểm lại một số hành động phi lý của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Trung Quốc tuyên bố đẩy nhanh tiến độ xây dựng 27 căn hộ đầu tiên ở một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Nước này triển khai xây dựng trái phép dự án này từ tháng 11 năm 2014. Khu định cư có diện tích lên tới 5.500 m² và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Ngày 1 tháng 7 năm 2015, Bắc Kinh quyết định thành lập Ủy ban lập pháp cho thành phố Tam Sa, đồng thời bầu ra chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và 3 ủy viên cho cơ quan lập pháp phi pháp này. Ngày 23 tháng 7, nước này chính thức khởi công xây dựng căn cứ hậu cần đầu tiên cho thành phố Tam Sa tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam trên diện tích 4 ha. Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Bắc Kinh khánh thành trái phép trung tâm dự trữ phân phối lương thực ứng phó khẩn cấp tại đảo Phú Lâm. Trung tâm có thể cung cấp lương thực sinh hoạt cho hơn 500 binh lính và ngư dân Trung Quốc đồn trú tại đảo Phú Lâm trong thời gian khoảng 2 tháng. Ngày 25 tháng 7, Bắc Kinh tiếp tục khởi công xây dựng trung tâm chỉ huy liên thủ phòng ngự tại thành phố Tam Sa. Nước này cho biết sẽ sử dụng trung tâm để tổ chức huấn luyện, chỉ huy phòng thủ liên hợp giữa quân đội và ngư dân đồn trú tại các đảo. Có thể thấy Trung Quốc đang giáo diết hung hăng hiện thực hóa yêu sách phi lý của mình ở Biển Đông. Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an khẳng định, những hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC giữa ASEAN và Trung Quốc. Tất cả những hành động là hành động phi pháp, bất chấp luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Họ tìm mọi cách bằng mọi con đường để hiện thực hóa cái độc chiếm Biển Đông này. Cái chuyện như thành phố Tam Sa là hành chính hóa bên pháp lý này. Rồi thành lập các cái tổ chức quân sự hành chính ở thành phố Tam Sa này. Rồi sắp tới đây họ sẽ thành lập các cái đơn vị hành chính ở quần đảo Trường Sa, ở Gạc Ma và Chữ Thập. Tất cả những cái này là những cái việc làm của họ để khẳng định cái chủ quyền phi lý đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đối với Đông. 13 lần Trung Quốc đã cam kết bằng văn bản và bằng miệng với cộng đồng quốc tế, trong đó có với lãnh đạo Việt Nam, rằng là không làm thêm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng cuộc đường hòa bình là mọi lợi ích của bên. 13 lần được hứa hẹn đã cam kết với cộng đồng quốc tế Việt Nam như vậy, để họ lại phản bội. Đáng chú ý, từ ngày 22 tháng 7, Trung Quốc tập trận 10 ngày tại vùng biển ngoài khơi phía đông đảo Hải Nam. Khu vực diễn ra hoạt động bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn của Hải quân Trung Quốc biện minh rằng cuộc tập trận được chủ liệu từ trước và không nhằm vào nước nào. Tuy nhiên, nhìn lại các diễn biến gần đây, có thể thấy cuộc tập trận này là hành động gây hấn mới nhất của Trung Quốc tại Biển Đông sau việc bồi đắp các đảo ở Trường Sa. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố, đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, ngăn cản đà phát triển của quan hệ hai nước, làm cho tình hình thêm căng thẳng, phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Việt Nam phản đối và nghiêm khắc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay và không tái diễn các hành động làm căng thẳng và phức tạp thêm tình hình. Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc tiến hành xây dựng các công trình nhân tạo trên Biển Đông đã bình, an ninh, kinh tế, thương mại, tự do hàng hải quốc tế. Những công trình này của Trung Quốc là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, các cam kết chính trị giữa Việt Nam, Trung Quốc, ASEAN, Trung Quốc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Trung Quốc chưa hề có ý định dừng lại những hành động phi pháp của mình. Phóng viên Tuấn Nam thông tin. Các học giả trong nước và nước ngoài khẳng định, những công trình xây dựng nhân tạo đang được Trung Quốc xây dựng tại hai khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
là hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Những công trình này đã tác động lớn và tàn phá môi trường, hệ sinh thái tự nhiên dưới đáy Biển Đông. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tại khu vực quần đảo Trường Sa có một dạng san hô lớn với hơn 517 loài là nơi sinh sống và sinh sản của hàng ngàn các loài cá. Trung Quốc xây dựng như vậy sẽ làm chết các dạng san hô, ảnh hưởng đến việc sinh sản của các loài cá, làm giảm số lượng thủy sản tại Biển Đông, ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân. Việc đắp rồi làm như vậy ấy, nó sẽ phát tán ra khu vực trung tâm Biển Đông toàn bộ những cái ảnh hưởng, bởi vì đây là một cái vùng đạn san hô, chỉ cần đục hóa thôi là san hô có thể chết. Chính vì thế cho nên từ cái hành vi Trung Quốc như vậy ấy, nó phương hại đến rất nhiều vấn đề cơ sở, nó đụng đến cơ sở pháp lý, rồi không tôn trọng về vấn đề môi trường, không tôn trọng về vấn đề cái tài nguyên, không chỉ là cho khu vực mà Trung Quốc làm mà nó còn ảnh hưởng chung ra toàn bộ Biển Đông trong tương lai ấy. Tại hội thảo quốc tế xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế và thương mại khu vực vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Eric Frank, giám đốc khoa luật quốc tế và luật châu Âu của Đại học Verzi Brussels, Bỉ, trọng tài viên của Tòa án Thường trực Quốc tế La Hay, Hà Lan cho biết, việc xây dựng các công trình làm thay đổi hiện trạng đảo, bãi cạn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên là trái với luật pháp quốc tế. One of these principles is that you can never change the status of one of the features which you have in a maritime environment. Có một cái điều quy định trong luật giải thích rất là rõ, tức là chúng ta không được thay đổi cái hiện trạng mà ảnh hưởng tới môi trường trong quy định của luật biển 82. Trong tự nhiên thì có những cái mỏ đá, có những bãi cạn, có những hòn đảo, chúng ta không thể cố tình thay đổi hiện trạng đấy, bởi vì đấy là nó ảnh hưởng tới những quy định của pháp luật quốc tế về các tự nhiên. Và cái nguyên tắc thứ hai mà tôi cũng muốn nhấn mạnh và nó là nội dung của hội thảo này, đó là cái việc xây dựng các đảo nhân tạo nó sẽ không thể tạo nên những quyền mới, sẽ vẫn phải coi nó là những cái đảo nhân tạo theo quy định của pháp luật quốc tế. Biển Đông là một tuyến đường biển quốc tế quan trọng với hơn 45% lượng hàng hóa của thế giới vận chuyển qua đây hàng năm. Cùng với đó là tiềm năng to lớn về dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, thủy sản. Chính vì điều đó mà luật pháp quốc tế không cho phép bất cứ một quốc gia nào có thể lợi dụng đảo nhân tạo, các căn cứ quân sự, tiến hành các hoạt động kiểm soát, giám sát các hoạt động hàng hải quốc tế, cũng như các hoạt động hàng không quốc tế trên khu vực này. Theo tiến sĩ Ngô Hữu Phước, trường bộ môn Công pháp quốc tế, Khoa luật quốc tế, Trường Đại học Luật TP.HCM, việc xây dựng đảo nhân tạo này của Trung Quốc nhằm kiểm soát hoàn toàn Biển Đông. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là mục đích của Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo có nghĩa là họ tiến hành cả một lộ trình một cách bài bản, bao gồm 5 bước. Thứ nhất là tấn công, chiếm đóng trái phép. Thứ hai là xây dựng đảo nhân tạo và công trình thiết bị ở đó. Thứ ba là yêu sách vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo, và việc này Trung Quốc đã làm. Cái lộ trình thứ tư là đưa người đến ở và sau đó tiếp tục yêu sách các vùng biển khác như các đảo và đất liền, và liên kết các cái điểm tiền tiêu ở Biển Đông bao gồm đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa để án ngữ che chắn toàn bộ Biển Đông, để họ thực hiện một cái mưu đồ chiến lược, tức là kiểm soát hoàn toàn khu vực Biển Đông, kể cả về hàng hải, về hàng không, về thương mại và tất cả các cái hoạt động khai thác kinh tế biển. Dư luận quốc tế tiếp tục lên tiếng về những hoạt động sai trái của Trung Quốc tại Biển Đông. Phó Đô đốc Anup Sin, nguyên Tổng tư lệnh Lực lượng Hải quân Miền Đông Ấn Độ nhận định, Trung Quốc đã hành động trái với luật pháp quốc tế, bất chấp sự quan ngại của dư luận quốc tế. Những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua là chống lại xu thế hòa bình, ổn định cũng như sự cân bằng quyền lực tại khu vực. Forums, multilateral forums like ASEAN, APEC, and the issue should also be now raised in the United Nations, Nations General Assembly. Cái mà tôi muốn nhấn mạnh là thể hiện rõ rằng hành vi Trung Quốc là sai, và ở đây là các cái tổ chức quốc tế như là ASEAN, rồi các tổ chức như là APEC hay là bản thân chính Liên Hợp Quốc phải bàn về vấn đề này để làm rõ rằng là Trung Quốc đang có những hành vi vi phạm những cái quy định của luật quốc tế. Các học giả nước ngoài cho rằng cách duy nhất để đưa đến hòa bình và ổn định là các bên tranh chấp cần thông qua các thiết chế tài phán quốc tế. ASEAN cũng cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề này vì lợi ích chung của khu vực.